Vâng, Mộc Lâm Huy xin chào. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay của Mộc Lâm Huy. Hôm nay là ngày 21 tháng 3. Bên em đang chuẩn bị công tác kiểm tra và chất hàng lên xe để giao cho hai quý khách hàng ở Sài Gòn đã quan tâm tới Mộc Lâm Huy và ủng hộ. Vâng, đầu tiên là đơn hàng của anh Kiệt. Anh Kiệt có ủng hộ bên em là nhiều hàng mà nó rất là giá trị, trong đó có hai bộ ghế salon và hai bộ bàn ăn. Thì bên em đã giao một bộ salon và một bộ bàn ăn cho anh Kiệt về dưới nhà ở Gia Kiệm. Anh có hai nhà và bây giờ đây là một bộ gõ Lào và một bộ bàn ăn thì sẽ gửi lên Sài Gòn. Xin cảm ơn anh Kiệt đã tới xưởng và ủng hộ bên em hai bộ ghế và hai bộ ghế salon và hai bộ bàn ăn. Thì trong hai bộ salon mà anh Kiệt mua ấy, thì trong đó có một bộ gỗ Lào là bộ sắp đi đây. Bên em cũng vừa rồi anh em cũng làm công tác chụp hình lại để làm kỷ niệm, tại vì để mai mốt có khách nào mà đặt đấy thì bên em còn nhớ những thông số và cái độ dày, kích thước để làm cho những khách sau. Tại vì đây là một bộ ghế nó theo cái tiêu chuẩn của bên em á, thì kích thước lúc cái làm ra là theo cái phôi gỗ, cho nên là nó không giống như hàng bình thường ạ. Và cái tiêu chuẩn của bộ này nữa là đục tay, cho nên là phải chụp lại những cái đường nét để mai mốt đưa cho anh em thợ đục để anh em nhớ lại cái file mẫu. Và bộ ghế này bên em Mộc Lâm Huy cũng đã ra lộc cho anh, bởi vì anh mua tới 4 sản phẩm là hơn 200 triệu. Anh camera đang quay kỹ lại cái bộ ghế để cho anh cũng như là rất nhiều khách hàng khác có thể chiêm ngưỡng bộ ghế gỗ Lào này của bên Mộc Lâm Huy đã thực hiện vào năm 2023 và hôm nay thì mới giao hàng cho anh. Đây là một trong những bộ ghế rất là tâm huyết của bên em ạ. Kèm theo đơn hàng thì là một bộ ghế bàn ăn 6 ghế lang. Bàn ăn 6 ghế lang thì bộ ghế này có giá là 19.500.000 là giá gốc và bên em cũng có sale cho anh rồi. Vâng, anh Kiệt đã mua 4 sản phẩm và bên em đã giao một bộ salon, một bộ bàn ăn và ngày mai là sẽ giao lốt cho anh cái đơn hàng này về Sài Gòn. Đi kèm theo đó thì bên em có một đơn hàng của một chị khách ở trên Sài Gòn cũng có gọi cho Mộc Lâm Huy và hỏi về cái tủ áo này, thì bên em cũng sẽ giới thiệu sơ qua về cái tủ áo 1m4 này, có giá là 8 triệu. Vâng, 8 triệu. Với chất liệu là gỗ sồi thì bên em có rất nhiều video nói về cái chất liệu cũng như là kích thước và giá cả của cái dòng gỗ này. Vâng, dòng tủ này thì đây là kích thước 1m4 có giá 8 triệu thì ba mặt tiền là gỗ sồi tự nhiên 100% đó, và bên trong có những chi tiết là tầng, đình đáy, hậu và hộc kéo thì bên em có làm bằng chất liệu gỗ thông ghép hoặc là gỗ cao su ghép phủ vân sồi. Cơ bản về chiếc tủ này, cái sản phẩm này bên em làm là gỗ tự nhiên hết nhé, 100%, không có gỗ công nghiệp ván ép hay là mùn cưa MDF hoặc là những cái chất tạp nào đó mà không phải là gỗ tự nhiên. Vâng, thưa quý vị, chiếc tủ này có 8 triệu thôi và Mộc Lâm Huy đã báo giá cho chị miễn phí giao hàng và lắp ráp tận nhà. Và đơn hàng này là bên Mộc Lâm Huy là không nhận cọc, tại vì đơn giản là có tiện chuyến. Những khách hàng thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ để cho khách hàng yên tâm và tin tưởng bên Mộc Lâm Huy. Vâng, cảm ơn hai khách hàng ở Sài Gòn. Mộc Lâm Huy ngày mai sẽ hẹn giao hàng cho quý vị và các bạn. Hôm nay video Mộc Lâm Huy xin được báo giá lại sơ qua những cái sản phẩm mà bên em sẽ sắp ra trong ngày mai, để quý vị khán giả có thể xem thấy những cái mẫu sản phẩm ở đây. Nếu mà thấy có nhu cầu và cảm giác là ưng mắt á, nhu cầu gia đình nhà mình có thấy nó phù hợp thì có thể liên hệ với bên em. Trong những sản phẩm mà thường bên em sẽ có sẵn hoặc là đặt trong một thời gian khoảng 2 tuần là bên em sẽ giao hàng cho quý khách được thôi. Nhưng mà đặc biệt có cái bộ gỗ Lào này thì quý khách có nhu cầu đặt thì bên em sẽ hẹn thời gian nó sẽ hơi xa, khả năng là từ 6 tháng tới 8 tháng để anh em chuẩn bị gỗ và chuẩn bị đục nhé, và công tác anh em chất hàng lên xe. Mộc Lâm Huy xin được cảm ơn, gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Vâng, Mộc Lâm Huy xin chào.